Hôm nay trong bản tin tổng hợp của Ban biên ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan bảo vệ trẻ em. Quy định uống rượu bia không lái xe chưa bị Quốc hội đưa vào luật. 8 đoạn trên đường cao tốc Bắc Nam sẽ được bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm sau sau khi chính phủ Hà Nội chọn được nhà đầu tư. Trong phần để xưa chúng tôi có bài liên quan đến việc người dân Hà Nội phản ứng về việc di rời hơn 2.000 cây xanh theo chính quyền là để mở rộng đường. Ngoài những mẫu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thật sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trần Như xin kính chào quý khán giả, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong bài phát biểu được trông đợi tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2 tháng 6 đã đưa ra một hình ảnh Trung Quốc yêu hòa bình nhưng sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ các quyền lợi cốt lõi của mình. Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn khu vực được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các quan chức quốc phòng và chuyên gia đến từ nhiều nước. Các vấn đề chủ yếu được thảo luận tại đối thoại bao gồm quốc phòng và an ninh ngay từ đầu bài phát biểu của mình, ông Ngụy đã nói đến một Trung Quốc mong muốn chung sống hòa bình với các quốc gia vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới trong nhiều năm qua. Ông nói, trong suốt 70 năm qua, kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tất đất của nước khác. Về tương lai, ông Ngụy Phường Hòa nói tiếp, trong tương lai, dù có lớn mạnh thế nào, Trung Quốc cũng không bao giờ đe dọa ai, tìm cách bành trướng hay tạo ảnh hưởng. Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung Quốc sẽ không theo con đường của những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Về vấn đề Biển Đông, tướng Ngụy Phượng Hòa liên tục khẳng định vùng nước đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số quốc gia láng giềng đang ổn định ông cũng không quên ám chỉ Hoa Kỳ là quốc gia bên ngoài đang gây mất ổn định khu vực này. Dù không nêu tên Mỹ trực tiếp trong phần này, ông cũng không quên khẳng định việc Trung Quốc xây lấp các đảo và quân sự hóa khu vực Biển Đông là thuộc chuyện chủ quyền của Trung Quốc và hoàn toàn vì mục đích tự vệ. Cũng tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2 tháng 6, thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng bảo vệ quyết định đàn áp sinh viên và người dân ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, khiến cho hàng ngàn người chết 30 năm về trước. Trả lời câu hỏi về vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, ông Ngụy Phượng Hòa gọi cuộc biểu tình ở Thiên An Môn là bất ổn về chính trị mà chính quyền Trung ương phải dập tắt và đó là một chính sách đúng. Ông Ngụy Phượng Hòa nói, nhờ có vậy Trung Quốc đã có được sự ổn định và nếu quý vị thăm Trung Quốc, quý vị có thể hiểu một phần lịch sử này. Những cuộc biểu tình của hàng ngàn sinh viên Trung Quốc hồi năm 1989 kéo dài nhiều tuần lễ từ tháng 4 năm đó. Những sinh viên đòi hỏi dân chủ, đòi đối thoại với các lãnh đạo cấp cao nhưng không thành. Chính phủ Trung Quốc vào ngày 3 tháng 6 năm 1989 đã huy động hàng ngàn quân và xe bọc thép đến Quảng trường Thiên An Môn để đàn áp các cuộc biểu tình phản đối của sinh viên. Thống kê mà chính phủ Trung Quốc đưa ra sau đó cho biết có khoảng hơn 200 người thiệt mạng trong vụ đàn áp nhưng thống kê của một số nguồn phương Tây khác cho rằng đã có hàng ngàn người chết trong vụ đàn áp Thiên An Môn. Quảng trường Thiên An Môn đã được dọn sạch ngay sau đó trong ngày 4 tháng 6 năm 1989. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 1 tháng 6 cho biết công ty Institute của hãng máy bay Boeing đã nhận được một đơn đặt hàng 6 triệu máy bay trinh thám không người lái của Việt Nam trị giá gần 10 triệu đô la. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đặt mua lô thiết bị quân sự đáng chú ý nhất từ Mỹ kể từ sau khi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam vào năm 2016. Phát biểu tại triển lãm hàng không Lima ở Langkawi, Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, ông John The Park, giám đốc marketing phụ trách mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á cho biết Thương vụ cung cấp các máy bay trinh thám tầm xa không người lái Scan Eagle cho Việt Nam được thực hiện qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ là nơi tiếp nhận những thiết bị này. Theo hợp đồng với Institute, nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp trang thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện sử dụng cho phía Việt Nam. Hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2022. Theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, 6 chiếc Scan Eagle UAV nói trên nằm trong số 34 chiếc mà phía Mỹ đang chế tạo và sẽ cung cấp cho các nước Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Máy bay Scan Eagle UAV được nói nhỏ gọn, có trọng lượng cất cánh khoảng 23 kg, sẽ cánh hơn 3 m có thể bay cao hơn 4,5 km, sử dụng pin điều khiển lên tới 20 giờ đồng hồ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm đạo đức lối sống. Truyền thông cho nước loan tin này vào hôm 3 tháng 6. Quyết định kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại kỳ họp thứ 36 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29 đến 31 tháng 5. Ông Huỳnh Quang Hải thời gian qua được dư luận chú ý nhiều xung quanh việc kết hôn với ca sĩ Đinh Hiền Anh người tuần đạt giải Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới năm 2017. Những hình ảnh về đám cưới và cuộc sống của ông Hải và vợ mới được báo chí và mạng xã hội đăng tải khiến dư luận thắc mắc về thu nhập thật sự của ông Hải đến mức vợ ông phải lên tiếng thanh minh ông hoàn toàn tay trắng khi cưới vợ. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm đạo đức, lối sống và các quy định đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và bộ tài chính vân vân. Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961, được bổ nhiệm làm tư trưởng tài chính từ giữa năm 2015. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành vân vân. Cũng tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và một số cá nhân vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 35. Kết luận của kỳ học 35 xác định những cá nhân này đã có vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng. Các hình thức kỷ luật cụ thể là cảnh cáo chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên phó tư lệnh quân chủng hải quân, đô đốc Nguyễn Văn Hiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên ủy viên quân ủy trung ương bị xem xét thi hành kỷ luật ngoài ra ủy ban kiểm tra trung ương cũng đề nghị thường vụ quân ủy trung ương thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân nhiệm kỳ 2005 đến 2010 vì những vi phạm khuyết điểm của quân chủng trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 3 tháng 6 dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau cuộc họp thứ 36 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 tại Hà Nội. Kết luận cho biết những sai phạm trong vụ sửa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Sơn La năm 2018 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cấp, chính quyền địa phương và ngành giáo dục gây bức xúc trong xã hội để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự. Thông báo kết luận rằng Ban thường vụ tỉnh Sơn La đã chấp hành không nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ, nhất là tại kỳ thi trung học phổ thông năm 2018. Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông. Kết luận của Ủy ban cũng xác định ông Cầm Ngọc Minh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư ban cán sự đảng và ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu Quốc hội Việt Nam thắc mắc tại sao Việt Nam có rất nhiều các cơ quan tổ chức chăm lo cho trẻ em nhưng tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn ra phổ biến. Đại biểu Lê Xuân Thân đoàn của Khánh Hòa đặt câu hỏi trước phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội vào sáng ngày 3 tháng 6 và cho rằng thời gian qua dự luật đặt câu hỏi tại sao các cơ quan nhiều như vậy, đông như vậy từ trung ương tới cơ sở mà tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn ra. Ông cũng kiến nghị mở rộng phạm vi giám sát xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan và có những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới trong kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quyền trẻ em theo luật trẻ em năm 2016. Theo số liệu báo cáo thống kê thì tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại trong 2 năm 2017, 2018 và quý 1 năm 2019, toàn quốc xảy ra hơn 3.500 trường hợp, những trẻ em này bị bạo lực xâm hại được phát hiện, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Con số này thực tế là có thể còn lớn hơn vì trẻ em và gia đình của nạn nhân không tố giác. Tại buổi thảo luận ở Hội trường Quốc hội về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, vào sáng ngày 3 tháng 6 thì đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành nội dung thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đại biểu Triệu Thị Thu Phương cảnh báo rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ xâm hại trẻ em, trong khi trẻ em là đối tượng cần được gia đình và toàn xã hội bảo vệ, do đó cần có một cơ chế vững chắc hơn để bảo vệ trẻ em. Thưa quý vị, quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn chưa bị ghi vào dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia sau khi các đại biểu quốc hội biểu quyết hai lần vào chiều ngày 3 tháng 6. Truyền thông quốc nội loan tin vừa nêu trong cùng ngày và tại phiên thảo luận về luật phòng chống tác hại của bia rượu liên quan đến khoản 8 điều 5 của dự luật về việc uống rượu bia của người điều khiển giao thông khi tham gia giao thông. Các đại biểu quốc hội bỏ phiếu cho hai phương án được đề xuất, bao gồm cấm điều khiển phương tiện giao thông, khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định và cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn. Báo giới dẫn lời của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng rằng do lỗi kỹ thuật nên các đại biểu Quốc hội phải bỏ phiếu hai lần và cả hai đều có kết quả không quá 50% số phiếu thông qua. Với lần đầu là gần 49% và lần thứ hai hơn 44% theo quy định hai phương án của quy định này không đạt 50% nên không được bổ sung vào dự thảo luật. Quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ cũng không được đưa vào dự thảo luật do số phiếu thông qua không đạt 50%. Riêng quy định về khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình với phương án không được phát trong thời gian từ 18 đến 21 giờ hàng ngày và ngay trước trong và sau các chương trình dành cho trẻ em, nhận được sắp xỉ 73% phiếu đồng ý và sẽ được đưa vào dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Thưa quý vị, 8 đoạn trên đường cao tốc Bắc Nam sẽ được bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm sau, sau khi chính phủ Hà Nội chọn được nhà đầu tư. Truyền thông cho nước loan tin này vào ngày 3 tháng 6, Thưa quý vị, cao tốc Bắc Nam bao gồm 11 dự án, trong đó có 3 dự án được tài trợ công khai và 8 dự án còn lại sẽ được xây dựng theo mô hình hợp tác công tư và tắt là PPP. Đường cao tốc dự kiến là hoàn thành vào năm 2025. Tổng mức đầu tư cho 11 dự án đường cao tốc Bắc Nam là 118.000 tỷ đồng. Trong đó phần vốn nhà nước Việt Nam tham gia là 55.000 tỷ đồng cho 3 dự án đầu tư công, hỗ trợ toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và góp một phần vốn xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi của dự án. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 8 dự án trên tuyến cao tốc Bắc Nam sau khi áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế đã được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia, bao gồm 24 nhà đầu tư Việt Nam, 6 nhà thầu Trung Quốc, 2 nhà đầu tư Nhật Bản, một của Pháp và một từ Hàn Quốc. Tuần trước, tại cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được tham gia dự án đường cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao thông cũng cho biết sẽ chọn 5 nhà đầu tư có hồ sơ tốt nhất để đấu thầu. Quá trình này sẽ dự kiến kết thúc vào tháng 4 tới. Ngoài ra, hai trong số 3 dự án đầu tư công sẽ bắt đầu tiến hành vào tháng 7 và tháng 11 tới đây. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do trên kênh YouTube OFA Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, Thưa quý vị, tuần qua, cộng đồng mạng lại xôn xao về việc chính quyền Hà Nội vừa dự kiến là sẽ cho di chuyển gần 2.000 cây xanh để mở rộng 15 tuyến đường ở Hà Nội. Mà vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, ở một vài nơi, nhiều cây xanh cũng đã bị chặt. Người dân trong nước phản ứng ra sao về việc này? Những thì có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ rộng rãi. Thưa quý vị, theo thông tin được báo chí trong nước đăng tải vào giữa tháng 5 năm 2019, thì Hà Nội dự kiến di chuyển 1.900 cây xanh, 820 cột đèn chiếu sáng và các công trình ngầm nổi để phục vụ cho việc sáng vỉa hè, giải phân cách mở rộng 15 tuyến đường. Báo Người Đô Thị dẫn lời bà Phạm Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Sống rằng, đứng từ góc độ cộng đồng thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc nâng cấp mở rộng các tuyến đường, chỉnh trang đô thị, hè phố của Sở Giao thông Vận tải. Nhưng việc chặt và di dời cây xanh không phải là giải pháp đầu tiên để lựa chọn. Tất cả mọi thứ khác đều có thể xây dựng được, nhưng cây xanh, môi trường và di sản là những tài nguyên mà mình rất khó có thể phục hồi nguyên trạng. Với cái nhìn của một người Hà Nội, anh Hùng nhận định việc những dự án di dời chặt cây cứ tiếp nối cho dù người dân phản đối. Chắc chắn là, là, là mình không bao giờ đồng ý việc đấy cả. Nói nó đúng như cái đợt trước là chặt 6.700 cây đấy, tức là đủ mọi lý do. Các uh, cán bộ là trên thì là có phần rất là phần lợi lộc riêng rồi thế thì ở dưới người ta cũng là cũng phải có nhu cầu có cái việc đấy dược sĩ nguyễn anh tuấn thành viên nhóm green trees một tổ chức xã hội dân sự ở việt nam phi lợi nhuận và độc lập với nhà nước chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho APE biết. bên nhóm mình thì cũng đang có bàn bạc và, và và hy vọng là sẽ sớm có thể thống nhất và và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Hà Nội để cùng lên tiếng để mà uh, có thể đạt được cái 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 kết quả bảo vệ cây xanh tối ưu nhất rất khó và rất mất nhiều thời gian để có được một cây lớn như vậy và cái việc di dời này thì, thì như mà mình đã tìm hiểu được thì cái tỷ lệ sống rất là thấp Ông Tuấn cũng nói thêm rằng, trong việc phát triển đô thị của Hà Nội thì nếu không có phương án nào khác, việc phải di dời cây thì ông muốn được tiếp cận thông tin để biết quá trình phê duyệt dự án như thế nào, lựa chọn ra sao và việc di dời cây qua chỗ khác có đạt được mức sống sót tối ưu hay không. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội đưa ra đề xuất chặt cây để phục vụ phát triển đô thị, mở rộng đường giá hay đơn giản chỉ là thay thế cây mới. Đầu năm 2015, theo đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội, giai đoạn 2014-2015 thì khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố bị đưa vào diện chặt bỏ và thay cây mới. Dự án vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Hà Nội lúc đó là ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Hồi cái dự án chặt 6.700 cây xanh, cái sự vô lý vô lối của nó 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 ở cái mức độ rất là rõ ràng nên thành ra là là không chỉ là, là những thành viên của liên tri bản thân rất nhiều người dân Hà Nội đã rất bức xúc và cùng nhau lên tiếng và và có thể nói là đã giành được cái thắng lợi là 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 chính quyền Hà Nội đã, đã phần nào thừa nhận là họ đã sai và và không thể chối cãi và và sau đó thì họ cũng dừng cái dự án đấy Ông Tuấn cũng cho biết sau đó có vài dự án khác liên quan đến cây xanh ở Hà Nội. Bên Trees cũng đã tiến hành chất vấn các bên liên quan và cả Ủy ban Nhân dân Hà Nội và họ cũng tiến hành đối thoại. Trong cuộc đối thoại thì phía bên kia chứng minh đó là phương án tối ưu và họ cam kết việc di dời cây sao cho đạt tỷ lệ sống sót cao và họ sẵn lòng mời Green Trees giám sát với dự án 2.000 cây xanh lần này ông lo ngại kết quả cũng chỉ dừng lại ở mức tiếp cận được thông tin và có quyền giám sát chứ khả năng cao là không ngăn chặn được trong một lần trao đổi với AfA về mối liên hệ giữa việc chặt cây và phát triển đô thị tiến sĩ nguyễn thị hậu chuyên nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn không gian văn hóa đô thị nhận xét thì tôi nghĩ rằng là ở đất nước nào cũng phải có cái việc là phải phát triển à, tuy nhiên trong việc phát triển này thì hy sinh cái gì thực sự anh đã đặt cái lợi ích của cộng đồng và lợi ích lâu dài của đô thị lên trên chưa? Câu chuyện nhà nước chủ trương chặt hạ cây xanh, người dân phản đối không chỉ xảy ra ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo đốn hạ 300 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng để triển khai các dự án giao thông gồm tuyến tàu điện ngầm, cầu Thủ Thiêm 2, nhà ga La Son. Trước đó thì hàng loạt cây cổ thụ trên đường Lê Lợi cũng bị đốn hạ để xây dựng ga tàu điện ngầm nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn đã tập trung tại khu vực đường Tôn Đức Thắng để phản đối việc chặt cây cổ thụ. Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ một thực tế hiện nay ở Hà Nội. Nhưng mà cũng có một điều cũng khó cho những người mà mà bảo vệ cây xanh Hà Nội. À, và thực ra thì nó cũng là một điều tích cực thôi. Đó là từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thì thì Chủ tịch Hà Nội cũng Đức trung ấy, cùng với cả là cộng sự của ông ấy, cũng tiến hành trồng trồng rất nhiều cây mới ở Hà Nội rất rất nhiều. Và bây giờ những cây đấy thì cũng cũng cũng, cũng đã đạt cái cái mức độ phủ xanh rất là tốt thành ra là là khi mà họ có trồng cây mới trồng phải nói là rất nhiều đấy, nhiều hơn so với nhiều nhiệm kỳ trước đây và và cái sự trồng nhiều hơn đấy nó rất là rõ ràng đấy, thì việc họ có di rời đây họ dùng từ di rời cho nó mềm mại yeah. đấy thì thì các cây để phục vụ cho cái cái việc mở rộng đường và, và kiến tạo lại cái cái quy hoạch đường xá cho nó phù hợp hơn đối với các hoạt động của của thành phố hà nội thì cũng rất khó để mà đưa ra một cái thông điệp rằng là chúng tôi phản đối hoàn toàn Đấy, và chúng tôi quyết ngăn chặn kiểu như vậy anh Hùng, một cư dân Hà Nội đưa ra một kết luận nghe có vẻ tiêu cực, nhưng ẩn trong đó lại là mặt tích cực rằng anh ủng hộ việc chặt cây. Khi chặt hết cây thì tất cả người dân phải lên tiếng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Không thể cứ coi chuyện xã hội là chuyện bên ngoài cửa nhà mình như hiện nay. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube của Đại Á Châu Tự Do. Tham một toàn ban cho như cầu chúc quý vị nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại!